đại lễ Vê Sắc hay còn gọi là Phật Đản là ngày kỷ niệm Phật Tất Đạt Đa Cồ Đàm sinh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni năm 624 trước Công nguyên, được diễn ra vào ngày 15 tháng 4 âm lịch hàng năm. Vê Sắc là tiếng của người dân quốc đảo Sri Lanka. Đại lễ Vê Sắc hay còn gọi là lễ tam hợp Phật Đản Sinh, Phật Thành Đạo và Phật Niết Bàn là ngày lễ kỷ niệm ba sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đã được tổ chức tại các quốc gia Phật giáo theo truyền thống Nam truyền, bắt đầu từ Sri Lanka, sau đó lan truyền sang Myanmar, Thái Lan, Lào. Đại lễ Vê Sắc có ý nghĩa quan trọng với nhiều nước trên thế giới. Phật Đản hay còn gọi là Vê Sắc là ngày nghỉ lễ quốc gia tại nhiều quốc gia châu Á như Thái Lan, Nepal, Sri Lanka, Malaysia, Myanmar, Singapore, Indonesia, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Campuchia, vân vân. Tại Việt Nam, ngày này không phải là ngày nghỉ lễ được công nhận chính thức. Vào ngày lễ, Phật tử thường vinh danh Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng qua các hình thức như dâng cúng, tặng hoa, đến nghe thuyết giảng và thực hiện ăn chay, giữ ngũ giới, tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, thực hành bố thí và làm việc thiện, tặng quà, tiền cho những người yếu kém trong cộng đồng. Kỷ niệm Vê Sắc cũng có nghĩa là làm cho những nỗ lực đặc biệt để mang lại hạnh phúc, niềm vui cho những người bất hạnh, người già, neo đơn, người khuyết tật, người bệnh, chia sẻ niềm vui và hòa bình với mọi người. Ở một số quốc gia, đặc biệt là Sri Lanka, hai ngày được dành cho việc cử lễ Vê Sắc, việc bán rượu và thị trường bị cấm. Tất cả các cửa hàng rượu, bia và lò giết mổ phải đóng cửa do nghị định của chính phủ. Chim, côn trùng và thú vật được phóng sinh như là một hành động mang tính biểu tượng của sự giải thoát, của sự trả tự do cho những người bị giam cầm, bị bỏ tù, bị tra tấn trái với ý muốn của họ. Tại Ấn Độ, Nepal, người dân thường mặc áo trắng khi lên các tịnh xá và ăn chay. Tại hầu hết các quốc gia châu Á đều có diễn hành xe hoa và nghi lễ tụng niệm. Tại Hàn Quốc có lễ hội đèn hoa sen Yongyongnyo rất lớn. Ngày Phật Đản Quốc tế Vê Sắc vào ngày 28 tháng 10 năm 1999, đại diện các nước của 34 quốc gia trên thế giới đã đệ trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dự thảo nghị quyết công nhận đại lễ Vê Sắc kỷ niệm ngày Đức Phật Đản Sinh, Thành Đạo và nhập Niết Bàn. Đến ngày 12 tháng 11 năm 1999, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua và công nhận ngày trăng tròn tháng 5 là đại lễ Vê Sắc kỷ niệm ngày Đản Sinh, Thành Đạo và nhập Niết Bàn của Đức Phật. Trong nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc viết rằng lời dạy của Đức Phật và thông điệp về từ bi, hòa bình và thiện tâm của Ngài đã chuyển hóa hàng triệu người. Thừa nhận ngày trăng tròn tháng 5 hàng năm là ngày thiêng liêng nhất của người Phật tử, kỷ niệm ngày sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn của Đức Phật. Từ đó,
năm 1999 đến nay, mỗi năm tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc ở New York và nhiều nơi trên thế giới, Liên Hợp Quốc đều tổ chức lễ kỷ niệm Đại lễ Vesak. Đặc biệt, các nước có truyền thống Phật giáo lâu đời tại châu Á, mỗi năm đều theo tinh thần của nghị quyết Liên Hợp Quốc mà long trọng tổ chức Đại lễ Vesak, trong đó có Việt Nam vào các năm 2008, 2014, tới đây là 2019. Đây là một vinh dự lớn lao cho hàng tỷ người yêu mến và theo đạo Phật trên thế giới, vì duy nhất chỉ có Đức Phật mới được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên dương và công bố Đại lễ Vesak hàng năm cho thế giới tưởng niệm. Đại lễ này diễn ra với nhiều nội dung, bên cạnh những nội dung sinh hoạt tôn giáo còn có hội thảo về các chủ đề về Phật giáo đối với đời sống xã hội, các triển lãm biểu diễn văn hóa nghệ thuật dân gian của nước đăng cai, du lịch tham quan thắng cảnh thắng tích Phật giáo. Thank you.